Chúc mừng năm mới quý mão 2023. Chúc bạn năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công. Thật đặc biệt vì năm nay là năm của Boss Mèo, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về giống mèo ta không thể không quen thuộc hơn với người Việt Nam nhé. Bức ảnh này là biểu đồ khảo sát của hơn 1.000 người trả lời cho câu hỏi muốn nuôi giống mèo nào nhất thật bất ngờ giữa những giống mèo có tên có tuổi nổi tiếng khắp thế giới, mèo ta vẫn rất được ưa chuộng tại nước ta với tỷ lệ gần một phần tư. Video này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về giống mèo này nhé. Mèo ta Việt Nam Domestic Shorthair là một trong những giống mèo phổ biến nhất ở nước ta. Bạn có thể bắt gặp chúng ở mọi tỉnh thành trên cả nước và là một trong những vật nuôi quen thuộc trong gia đình. Trước đây giống mèo này được nuôi để ngăn sự phá hoại của loài chuột một nhiệm vụ vô cùng cao cả. Khả năng bắt chuột của chúng là không thể bàn cãi. Ngày nay mới có nhiều người nuôi mèo ta để làm cảnh, trời phú cho chúng một thân hình nhỏ nhắn, đặc biệt là sự nhanh nhẹn, đôi mắt tinh tường. Chúng có thể di chuyển linh hoạt mà không tạo ra tiếng động đây là một trong những nỗi khiếp sợ của loài chúa. Về cơ bản thì mèo ta sở hữu cho mình một bộ lông tương đối ngắn và bao trùm hết cơ thể. Màu sắc lông cũng được đánh giá là rất đa dạng với nhiều màu như trắng, đen, xám, mướp, tam thể, nhị thể. Những chú mèo Việt Nam có khuôn mặt khá nhỏ, đôi tai vảnh cao và lỗ mũi to. Đặc biệt đôi mắt cực kỳ tinh anh cho phép chúng có thể nhìn rõ mọi vật ngay cả vào ban đêm bốn chân thon dài chắc khỏe đi kèm với đó là một bộ móng cực kỳ sắc nhọn cho phép chúng bám trên cây vô cùng chắc chắn nếu bạn thấy một chú mèo ta vắt vẻo trên cành cao thì đừng quá ngạc nhiên bởi đây là nghề của chúng rồi hiện nay chúng ta không khó khi bắt gặp một gia đình nào đó nuôi chú mèo ta đơn giản đây là một loài mèo có cách sống vô cùng giản dị chúng hoàn toàn không kén ăn và càng không kén chọn chủ nhân dù là nhà chung cư chật hẹp hay là những vùng quê gặp nhiều khó khăn thì những chú mèo này đều không chê chúng được đánh giá là vô cùng dễ nuôi khi không cần có nhiều sự chăm sóc của chủ nhân thậm chí ngay cả việc đi vệ sinh và làm sạch lông mắt chân chúng cũng hoàn toàn có thể chủ động vì thế mà bạn lúc nào cũng cảm thấy những chú mèo ta trong tình trạng sạch sẽ Cách nuôi dưỡng mèo, sau khi vừa đón về, bạn nên buộc dây cố định ở một nơi để chúng có thể làm quen với môi trường nơi ở mới. Cùng với đó là dùng các bìa cát tông để xếp thành lớp lót ổ cho chúng. Sau khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày nếu như chúng có thể làm quen được với nơi ở mới. Bạn hãy tháo dây nút buộc cổ ra. Đối với mèo thì hướng dẫn chúng đi vệ sinh là một trong những việc quan trọng nhất bởi ông bà ta có câu chua như mèo. Vì vậy hãy dùng một cái khay đựng cắt mèo và để cạnh ở nơi mà chúng nằm, theo bản năng chúng sẽ đi vệ sinh ở tại nơi đây. Dạy chúng cách lấp cắt nếu cần, khi mèo đã quen, bạn có thể đặt ở vị trí khác mà mình mong muốn. Mèo ta rất dễ ăn và dễ nuôi, ăn cũng ít ăn như mèo mà. Thức ăn cũng rất đơn giản như cơm rau cá thịt mà con người vẫn ăn hàng ngày. Tuy nhiên, đối với mèo con, do khả năng tiêu hóa của chúng chưa được ổn định, bạn nên cho chúng ăn thức ăn mềm như cháo, pate, không cho ăn xương hoặc quá nhiều cá gây ảnh hưởng đến đường ruột. Nhớ để mắt đến chúng bởi theo bản năng, mèo ta thường săn bắt các động vật nhỏ như chim, chuột thằn lằn, thạch súng. Có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của mèo con. Mèo ta vận động khá nhiều, nếu nuôi trong chung cư hoặc phòng kín cần chuẩn bị đồ chơi, bàn cào móng, cây leo, chuột giả. Để chúng có thể vận động thường xuyên. Chúng cũng rất thích tắm nắng và ngủ ngay cây đêm. Ban ngày mèo ta rất lười, thích nằm ngủ, phơi nắng, liếm lông và chảy chuốt cơ thể. Khi về đêm, đôi mắt sáng quắc sẽ đi khắp nơi để thực hiện tập tính săn mồi của tổ tiên chúng cũng rất năng động có khả năng nhảy cao, nghịch ngợm nhưng cũng rất thông minh. Nếu nuôi chung với thú cưng khác cần cho mèo ta không gian riêng tư tránh bị chết và bỏ đi. Một số con còn có tật xấu là thích ăn vụng mèo ta có sức khỏe khá tốt, ít mắc bệnh, chỉ cần chú ý tẩy run định kỳ, tắm rửa thường xuyên tránh nấm giận, ký sinh trùng. Tuổi thọ thường từ 20 đến 25 năm tùy theo chế độ dinh dưỡng và cách chăm sóc giá mèo ta về cơ bản thì giống mèo này được bán rất rẻ thậm chí có thể xin cho được theo quan niệm của người việt nam ta người xin mèo có thể trả người cho một ít tiền vía tùy tâm để cho dễ nuôi tuy nhiên nếu muốn có một em mèo ưng ý khi nuôi dưỡng thì chắc chắn khâu lựa chọn phải được chú ý hãy lựa chọn những chú mèo con đã được tiêm phòng hoặc bố mẹ chúng sở hữu những ưu điểm tuyệt vời Ngoài màu lông được lựa chọn theo sở thích, một chú mèo được đánh giá là tốt khi mà nó có đôi mắt sáng nhanh nhẹn, không lờ đờ chậm chạp. Lớp niêm mạc mũi phải phớt hồng và không có gì mát. Khi bạn nhấc chú mèo con ở trên tay mà thấy hai chân sau và đuôi mèo co về phía trước thì chứng tỏ chú mèo này sẽ vô cùng nhanh nhẹn cũng như có khả năng tuyệt vời trong việc bắt chuột. Đây là một trong những kinh nghiệm quan trọng mà cha ông ta đã để lại bạn có thể kiểm chứng thử kinh nghiệm này xem có chính xác không nhé bạn có thích sở hữu một em mèo rất việt nam không hãy like subscribe và để lại bình luận cho chúng tôi biết với nhé chúc các bạn một năm mới nhiều may mắn ăn khang thịnh vượng tài lộc đầy nhà lúc nào cũng gặp được mèo thần tài của riêng mình